nhánh thi phí, tức là mình không có cái nhánh phí thì người ta áp dụng vào cái bài học kế tới là như 3 tháng mấy con học được những cái gì của chánh tri kiến, thì người ta sẽ cho mấy con áp dụng vào cái bài học kế tiếp. Người ta đưa ra một cái niệm, bắt buộc mấy con phải giải quyết cái niệm đó, chứ không phải để mấy con bây giờ cho mấy con học nào là nhân quả, nào là thân các pháp vô thường, thân vô thường, rồi thực phẩm bất tịnh, thân bất tịnh, từ tứ vô lượng tâm, để mấy con tự tu tập thân tứ niệm xứ để xác từng niệm thì nó không thực. Thì sẽ cho cái niệm, ví dụ như bây giờ thì cho mấy con học, mấy con có tri kiến, mấy con học đầy đủ những sự hiểu biết từ của những hiểu biết của huynh đệ, từ hiểu biết trong kinh sách, từ hiểu biết tất cả những sự hiểu biết trên thế gian này, để chúng ta hiểu biết rất rõ ràng. Bây giờ thầy cho một cái đề tài thì các con áp dụng vào để giải quyết cái đề tài đó, chứ không phải là tự những con mà bây giờ cái niệm trong đầu ở trong con tự mình áp dụng vô đó đi ta. Cái đó chưa có kinh nghiệm dạy, chưa có kinh nghiệm tu đâu. Thì cho ví dụ như thì cho các con cái niệm ái kiến sử,